Ok. Có mic ở trên này chưa nhỉ? Ok, cô giáo xin chào các bạn. Chúng ta tham gia livestream rồi, say hi để cô giáo nhìn thấy comment của chúng ta nhé. Rồi, hôm nay thì cô Ngọc sẽ luyện đề ôn thi học kỳ 1 cho các bạn. Đề chính xác là lấy kiến thức trong phần kỳ 1 của chúng ta. Chứ còn đề hôm qua mà cô giáo cho thi thử thì cô giáo đã bị nhầm. Đề đấy thì hơi khó, thảo nào là nhiều bạn kêu khó thế. Là bởi vì là cái đề đấy là không phải là nằm trong cái bộ đề ôn thi kỳ 1 của cô, mà cô lấy nhầm sang bộ đề 9 cộng, à 8 cộng các bạn ạ. Đấy, nên hôm nay mới chính xác là cái bộ đề ôn thi học kỳ 1 của cô Ngọc, dành cho tất cả các bạn học sinh 2K4 nhá. Rồi, cô giáo xin chào Mẫn Chi, cô giáo chào Mai Vi, cô giáo xin chào Huỳnh Phong, chào Thành Nguyễn. Rồi, các bạn đã tham gia livestream thì chúng ta comment lên đây để cô giáo xem nhá. Đây là quyển bộ đề ôn thi học kỳ 1 nằm trong cuốn hộp đề bí kíp luyện đề năm 2022 của 2K4 trong lớp Live VIP, được chưa ạ? Đấy, và hôm nay thì cô giáo sẽ chữa đề số 1 trong cái cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1 này. Bởi vì có khá nhiều bạn đã chuẩn bị thi học kỳ 1 rồi, đúng không ạ? Đấy, ngay tuần này đã có bạn. Rồi, cô giáo xin chào Xuân Thành, cô giáo xin chào Thu Hà. Rồi, xin chào bạn, thì đây, bạn Cao Thị Việt. Rồi, xin chào Thanh Ngân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa cái đề số 1 trong cuốn bộ đề ôn thi học kỳ 1 này các bạn nhá. Cố gắng để lấy 9-10 điểm môn Anh, được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì các bạn mở cô giáo này. Đầu tiên là cái quyển này của chúng ta nó nằm trong cuốn, nằm trong hộp đề ôn thi học kỳ 1, đúng không? À, hộp đề bí kíp luyện đề 2022. Và quyển đầu tiên là quyển học kỳ 1 nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta mở cô giáo nào. Đề này của chúng ta thì đây là đề của sở, đề của một sở năm 2021, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ có live, đây các bạn quét cái mã QR này này, thì chúng ta sẽ có một cái livestream chi tiết. Hôm nay thì cô giáo sẽ chữa lại cái đề số 1 này của chúng ta, được chưa ạ? Rồi, ok, cô giáo xin chào bạn Dương Hải Yến. Rồi, cô giáo xin chào bạn Ngọc Đảm. Bạn Hồng Nhận có hỏi là cô ơi, em có đăng ký mua bộ đề, sao chưa thấy ai gọi vậy cô? Rồi, Nhận nhắn tin cho cô Ngọc nhá, con inbox trên Facebook ấy, để tí cô giáo sẽ tạo nhóm với lại chị trợ lý phòng sách để xem là chị đã nhận đơn được của mình chưa. Nếu như mà các bạn đăng ký bộ đề mà chúng ta trong vòng một ngày chưa có ai gọi xác nhận lên đơn thì chúng ta nhắn lại cho cô ở trên page hoặc là Facebook cá nhân nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho giáo câu hỏi số 1. Đề này là đề ôn thi học kỳ 1, nó khác với đề hôm qua cô giáo bị nhầm. Đề hôm qua nhiều bạn kêu khó bởi vì đề hôm qua là đề ôn nắm chắc 8 cộng các bạn ạ. Cô bị nhầm ấy, để cho các bạn mang ra cho các bạn đi thi ấy, đúng không? Tuy nhiên hôm qua vẫn có hai bạn được 10 điểm, đúng không ạ? Rồi, bây giờ cho anh nhiều cô giáo câu hỏi số 1 nhá. Bạn Lê Việt Long hỏi là hộp bộ đề thì bán chưa cô? Hộp bộ đề có bán các bạn nhá. Và nếu như bán cho các bạn lớp live CTG ấy, nếu như mà CTG đăng ký mà các con muốn mua hộp đề thì chúng ta điền một cái link đăng ký mà cô giáo đã ghi vào trên nhóm ấy, được chưa ạ? Rồi, cô giáo xin chào bạn Ngô Lự. Nguyễn Thị Thùy Trang, lúc nãy chị bên em class có gọi cho em rồi. Ok, đấy, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Đây là đề ôn thi học kỳ 1 nên khá là dễ. Bạn nào, và đây là đề của một sở nhá các bạn nhá. Cô giáo không nhớ là sở, đề của sở đấy. Đấy, chúng ta làm quen dần đi. Nào, câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 chúng ta chọn cô giáo đáp án là gì? Nào, câu hỏi số 1. Ở đây chúng ta có phát âm đuôi S và ES, đúng không? Ở đây là phát âm đuôi. Thế thì với phát âm đuôi S và ES thì chúng ta có theo quy tắc đó là ba cách phát âm, đúng không ạ? Có ba cách phát âm. Cách phát âm thứ nhất thì chúng ta phát âm là gì? Phát âm là S. Thứ hai chúng ta phát âm là is. Và cách phát âm thứ ba thì chúng ta phát âm là z. Thế là trong câu 1 thì đáp án A của mình sẽ đọc là gì ạ? Đọc là brothers, đúng không? Brothers. Ở đáp án B chúng ta đọc là gì nhỉ? Weekends, đúng không? Ở đáp án C chúng ta đọc là secrets, được chưa? Và đáp án D thì chúng ta đọc là problems. Như vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 1 sẽ là đáp án C, đúng chưa nào? Đây là một câu hỏi chống liệt rồi, quá dễ. Tiếp theo, nhưng mà cô giáo vẫn thấy các bạn chọn sai, như bạn Diệu Hàng chọn một đi là sai rồi này, đúng không ạ? Đáp án này là C chứ. Rồi, câu hỏi số 2. Câu số 2 cô giáo đang nhìn thấy có bạn Ngô Lựu đang chọn đáp án là B. Ở đáp án câu số 2 thì mình sẽ có phát âm đuôi. Đấy, các bạn thấy phần phát âm này dễ ăn điểm không? Phát âm đuôi ED. Đề thi học kỳ 1 thì nó cũng chỉ như thế này thôi. Phát âm đuôi ED, đúng không? Để lấy điểm 9-10, điểm tốt để học bạn cho đẹp. Nào, phát âm đuôi ED. Với phát âm đuôi ED thì các bạn sẽ có cho giáo này, đó là có 3 cách phát âm, đúng không? Cách phát âm thứ nhất thì chúng ta phát âm là T. Phát âm thứ hai chúng ta phát âm là T. Và cái phần thứ ba thì chúng ta phẩm là t. Thế bây giờ cho anh nhìn vào đây này. Đầu tiên ở đáp án A chúng ta có từ help. Thì kết thúc cái âm này này, nó chúng ta đọc là âm help, là một âm bật hơi.
Cho nên mình sẽ đọc châu giáo là helper, đúng chưa? Ở đoạn B chúng ta có từ hand, chúng ta đọc châu giáo là handed. Đó. Ở đoạn C chúng ta có từ laugh, chúng ta có từ laughter. Và đáp án D chúng ta có từ wash thì các bạn có washer. Như vậy các bạn nhiều giáo đáp án chính xác sẽ là gì? Đáp án B với gì nhỉ? Handed, đúng không? Rồi, các cái động từ mà kết thúc gì nhỉ? Động từ này mà nó kết thúc bởi âm t hoặc là âm d thì khi mà chúng ta thêm đuôi ed, chúng ta sẽ đọc cái đuôi ed này là t. Ví dụ như chúng ta có từ want thì mình sẽ có từ wanted, đúng không? Hoặc là ví dụ từ need thì các bạn có từ needed, được chưa? Rồi, như vậy là hai câu phát âm khá đơn giản. Tiếp theo, chủ yếu Ngọc có hỏi số 3, số 4. Câu số 3, số 4 ở đây đó là chọn từ đồng nghĩa, đúng không? Chọn từ hoặc cụm từ đồng nghĩa. Ngay ở câu số 3 này, đây là nằm trong sách giáo khoa unit 1 của sách giáo khoa cơ bản, đúng không ạ? À, chúng ta có cái cụm từ join hands, đúng không? Join hands thì nó có nghĩa là gì các bạn? Nó có nghĩa là chung tay, đúng không ạ? Chung tay để xây dựng một mái ấm gia đình, chung tay cho gia đình đấy. Câu này gì? Ba mẹ thì nên chung tay để đem lại cho những đứa con của họ một ngôi nhà đẹp và một mái ấm hạnh phúc, đúng không? Thế vậy đồng nghĩa với join hands của chúng ta là A, manage. Manage thì động từ này nó có nghĩa là quản lý, đúng không ạ? Deal with thì nó có nghĩa là gì? Giải quyết, đúng không? Help together thì nó có nghĩa là gì? Giúp đỡ nhau. Và đáp án D là work together, có nghĩa là làm việc cùng nhau. Ba mẹ chung tay tức là ba mẹ cùng làm việc, đúng chưa ạ? Rồi, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là D, đó là work together. Rồi, cô giáo có bạn tạm biệt nhé, trận 3 đi. À, bạn này có tên là gì nhỉ? Vừa đăng ký khóa cô đúng không? Tạm biệt nhé này. Cái tên rất là ấn tượng cho nên cô Ngọc nhớ những bạn nào vừa mới đăng ký. Rồi, như vậy đáp án là D là đáp án chính xác. Tiếp theo câu số 4, thấy dễ không? Nhưng mà học kỳ môn nó chỉ như thế này thôi. Và vấn đề ở đây đấy là nếu mà dễ thì làm thế nào để ăn được điểm 9-10, đúng không ạ? Nào câu hỏi số 4. A series of programs have been. Ok, câu này thì các bạn thấy là không cần phải dịch cả câu, chúng ta chỉ cần biết cái danh từ awareness, đúng không? Thì awareness of ấy, nó có nghĩa là gì nhỉ? Nhận thức về điều gì? Awareness of, nhận thức về điều gì? Thế câu số 4 mình dịch là gì? Một chuỗi các cái chương trình đã được phát sóng để mà tăng cái nhận thức của cộng đồng về cái việc mà sống có ích, sống khỏe, đúng không? Thế thì mình có A này, experience. Experience thì nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ, có nghĩa là trải nghiệm hoặc kinh nghiệm. Ở đoạn B thì confidence nó là danh từ, nó có nghĩa là gì? Tự tin, đúng chưa? Sự tự tin. Ở đoạn C chúng ta có từ assistance, thì assistance của chúng ta là gì? Sự hỗ trợ. Và ở đáp án D chúng ta có từ understanding, thì understanding của chúng ta là sự gì? Sự thấu hiểu, đúng không? Sự hiểu. Như vậy thì đáp án chính xác ở câu này sẽ phải là gì? Phải là đáp án D, understanding. Đấy, cô giáo, có bạn nào làm đúng toàn bộ hai câu đồng nghĩa chưa? Rất dễ, đúng không? Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 5. Ghi nhớ nhá, đây là đề của một sở đấy. Đấy, đề một sở học kỳ 1 cũng chỉ như thế này thôi, đúng không ạ? Nào, câu hỏi số 5, chúng ta nhiều giáo xem là đáp án chính xác của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta có đây là phần trọng âm, đúng không? Trọng âm thì chúng ta cũng có quy tắc. Đầu tiên này, chúng ta thấy là trọng âm của những cái từ mà có hai âm tiết, đúng không? Thì có thể dựa vào loại từ. Ví dụ danh từ, tính từ thì trọng âm thường rơi âm tiết thứ nhất, động từ thì thường rơi âm tiết thứ hai chẳng hạn. Thế với câu số 5 ở đáp án A, chúng ta có survey. Rồi, cô giáo nhìn thấy có bạn bảo là bốn câu đầu rất là easy, đúng không? Rồi, easy mà. Đề học kỳ 1 chỉ như thế thôi, đúng không ạ? Rất bám sát kiến thức sách giáo khoa, đúng không? Nào, câu số 1 thì chúng ta có survey. Survey thì các bạn sẽ có trọng âm cho rơi âm tiết thứ mấy? Thứ nhất. Từ này thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Một cái cuộc khảo sát, đúng không ạ? Và nó hay đi với động từ gì? Đi với động từ conduct. Chúng ta có conduct a survey, đúng chưa? Conduct a survey. Ở đoạn B thì chúng ta có từ này là trọng âm sẽ rơi âm tiết thứ mấy? Thứ hai. Vì theo quy tắc thì động từ mà, rơi âm tiết thứ hai, từ này apply nó có nghĩa là bắt buộc, đúng không? Động từ trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Ở đáp án C chúng ta có từ maintain thì đây cũng là động từ trọng âm rơi âm tiết thứ hai, có nghĩa là duy trì, củng cố. Và đáp án D thì chúng ta có từ reject thì đây là động từ trọng âm rơi âm tiết thứ hai, nó có nghĩa là gì nhỉ? Từ chối. Đúng không? Như vậy thì chúng ta có 1, 2, 2, 2. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng chưa? Rồi tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 6. Câu số 6 thì chúng ta có này. Đầu tiên ở đáp án A, chúng ta có từ này là tín hiệu, danh từ trọng âm 1, mình đọc là signal. Cái đuôi này thì không thể nào mà nhận trọng âm được, signal, đúng không? Ở đáp án B thì mặc dù đây là danh từ, nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ hai, chúng ta sẽ đọc từ này là cartoon, đúng không ạ? Có nghĩa là hoạt hình. Ở đáp án C thì chúng ta có danh từ trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, nó có nghĩa là bác sĩ nha khoa, dentist. Và đáp án D thì chúng ta có danh từ học sinh, chúng ta có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, đọc là student.
Như vậy là 1211 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Đấy, signal này, cartoon này, dentist và student, đúng chưa? Đấy. Như vậy ở đây thì các bạn thấy là 6 câu đầu tiên khá đơn giản. Thế là đã được 3 dạng bài rồi, đúng không? Phát âm này, trọng âm này và đồng nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến dạng bài tiếp theo. Dạng bài tiếp theo của chúng ta là một bài đọc hiểu, 5 câu. Tuy nhiên phần này sẽ đến cuối nhá, cô giáo sẽ chữa phần ngữ pháp trước. Bây giờ bạn nhìn vào câu hỏi số 12. Đây, ở đây là phần gì nhỉ? Phần kết hợp câu. Thường phần này thì chúng ta sẽ có thể ăn được điểm tuyệt đối là 0,4 điểm. Tuy nhiên nhìn vào câu 12 này thì nhìn thấy khá là dài. Dài, nhưng mà chúng ta nhìn ra ngay được phần kiến thức mà người ta muốn kiểm tra, đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Đó chính là mệnh đề quan hệ, đúng không ạ? Và là mệnh đề quan hệ đầy đủ, chứ không phải là mệnh đề quan hệ rút gọn. Bởi vì ở đây cho thấy cả 4 đáp án nó đều có đại từ quan hệ, đúng không? Có đại từ quan hệ thì không thể là mệnh đề quan hệ rút gọn được. Rồi, bây giờ thì với kết hợp câu thì chúng ta phải dịch cho cô giáo cái câu gốc ít nhất là 70% thì chúng ta mới làm được chính xác kết hợp của mình. Câu 12 này, Bình Thuận Province is famous for. Mình có to be famous for thì nó có nghĩa là nổi tiếng về cái gì? Tỉnh Bình Thuận thì rất nổi tiếng về phong cảnh này và các cái bãi biển. It's located in, nó tọa lạc ở. Thế thì bây giờ các bạn thấy này, ở trong hai câu này, cái yếu tố chung ý, đó chính là gì ạ? Đều nhắc đến Bình Thuận. Cái chủ ngữ Bình Thuận Province này nó cũng chính là cái chủ ngữ mà đại từ it đang được làm chủ ngữ ở câu số 2, đúng chưa? Thế thì câu này thì mình sẽ có thể dịch là tỉnh Bình Thuận, đúng không? Nơi mà tọa lạc ở đây thì rất nổi tiếng về cái gì? Thì chúng ta nhìn thấy này. Đầu tiên, ở đáp án B đi. Bây giờ chúng ta loại trừ đáp án nhá. Các con sẽ thấy là trạng từ quan hệ where này này, đằng sau nó phải cộng với một mệnh đề, chứ không thể là đằng sau cộng với động từ chia được. Cho nên không thể nào có where is located được. Nên chúng ta bỏ đáp án B đi, đúng chưa? Tiếp theo loại trừ đáp án C thì các bạn thấy là sai ngay ở that. Bởi vì that nó không đứng trong mệnh đề quan hệ gì, không xác định. Tức là nó sẽ không đứng sau gì dấu phẩy. Nên là chúng ta cũng không thể chọn được đáp án B, đúng chưa? Đáp án D và đáp án A thì các bạn sẽ để ý ô giáo này. Nào, Bình Thuận Province, which is located in the south central coast of Vietnam. À, ở đáp án A thì cô giáo xin lỗi các bạn nhé, chúng ta thêm dấu phẩy ở đây đâu giáo. Bởi vì là đáp án A và đáp án D thì giống hệt nhau. Tuy nhiên thì đáp án A chúng ta có một cái dấu phẩy đứng sau cái từ Việt Nam này này. Còn ở đáp án D thì nó không có. Các bạn sẽ thấy là trong câu này người ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ không xác định tức là cái mệnh đề quan hệ mà chúng ta thấy là chúng ta bỏ đi cũng được, cũng không làm gì thay đổi nghĩa và nó cũng không làm tối nghĩa của câu. Tỉnh Bình Thuận nơi mà, kể cả thậm chí không có cái nơi mà tọa lạc ở đâu thì chúng ta vẫn biết tỉnh Bình Thuận là tỉnh nào và nó không thể nhầm vào một cái đối tượng nào khác. Thế nên chúng ta ở đây chỉ cần mệnh đề quan hệ không xác định thôi. Và mệnh đề quan hệ không xác định thì về mặt hình thức nó sẽ đứng giữa hai dấu phẩy, đúng không ạ? Đấy, cho nên ở đây thì đáp án D cũng sẽ là đáp án sai và chúng ta sẽ còn lại đáp án là A, đúng chưa? Ở đây cô giáo nhìn thấy bạn nào nhờ các bạn đưa ra đáp án, cô giáo xem nào. Cô giáo nhìn thấy bạn Vũ Hương Diệu chọn 12A, đấy đúng rồi. Đấy đấy đấy, 12A Nguyễn Thảo này rồi Dương Hải Yến, đúng không? A là đáp án chính xác, nhớ nhá. Mệnh đề quan hệ không xác định. Các con chỉ cần chú ý một chút thôi nào, đúng không? Là chúng ta đã lấy được điểm tốt cho kỳ thi học kỳ 1 rồi và giúp mình tự tin hơn trong quá trình luyện đề sắp tới nhá. Nào câu số 13. Bây giờ đề thi học kỳ 1 rất dễ. Đề này còn không làm đúng được thì làm sao mà đề làm được đề ôn chắc 8 cộng. Nào câu hỏi số 13. Smoking is an extremely harmful habit. Chấm, you should give it up immediately. Ở đây chúng ta có give something up thì nó có nghĩa từ bỏ cái gì. Và immediately có nghĩa là gì? Ngay lập tức. Harmful habit nó có nghĩa là một cái thói quen xấu. Extremely là cực kỳ xấu. Hút thuốc là một cái thói quen cực kỳ xấu, bạn nên từ bỏ nó ngay lập tức. Đúng chưa? Rồi, thế thì bây giờ các bạn nhìn yêu giáo xem 4 đáp án ABCD. Câu này thì chúng ta nhìn dịch đáp án đây này. Khi mà bạn từ bỏ hút thuốc thì bạn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sai, đúng không ạ? Sao lại khi từ bỏ hút thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe? Câu B của chúng ta là gì? Bạn nên từ bỏ hút thuốc ngay lập tức và bạn sẽ gì? Và bạn sẽ có một cái thói quen rất là tồi tệ. Câu này cũng gì? Câu này cũng sai nốt, đúng chưa ạ? Rồi, tiếp theo đáp án C. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately. Cái từ as này này của chúng ta ấy, đúng không? Nó chính là gì? Nó chính là bằng với từ because này, đúng á? Hoặc là bằng với since này, hoặc là bằng với as. Thì sau as này nó cộng với bằng với since, bằng với for chứ. Thì các bạn sẽ thấy là sau tất cả cái liên từ này này thì nó sẽ cộng với một mệnh đề, đúng không? Nó cộng với mệnh mệnh đề và nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bởi vì. Đấy, đúng chưa ạ?
Bạn nào Nguyễn Anh bảo là cô ơi, bộ đề này có like trong live VIP không ạ? Có. Và toàn bộ live VIP sẽ có toàn bộ livestream của cả quyển ôn thi học kỳ 1 này con nhá. Thấy chưa? Như vậy là câu số 13 chúng ta chọn ô giáo đáp án là C cho cô. Thế còn cô đi sai chỗ nào? Cô đi rõ ràng con thấy này, dừng việc hút thuốc lại ngay lập tức. Vì thế nó sẽ trở thành một trong những thói quen xấu của bạn. Sao lại là vì thế? Cái này nó sai hoàn toàn về nghĩa, đúng chưa? Đấy, mối quan hệ giữa hai mệnh đề này là gì? Mối quan hệ nguyên nhân mối quan hệ gì? Nguyên nhân kết quả vì hút thuốc xấu có là một cái thói quen xấu, cho nên bạn nên gì? Bạn nên từ bỏ nó đi, đúng không? Nên chúng ta chọn C cho cô. Đấy. Như vậy là hai câu phần viết lại kết hợp câu này các bạn có đúng hết chưa? Khá là không quá khó đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển ô giáo phần tiếp theo là dạng bài số 5 ngày hôm nay, đó là tìm từ trái nghĩa. Nào chúng ta nhìn ô giáo tìm từ trái nghĩa nào. Đây này các bạn, trong lớp live VIP chúng ta có cái quyển này ý, các con có cái mã QR ấy, mình quét cái mã QR này là nó sẽ ra bài giảng luôn. Nào câu hỏi số 14 chúng ta nhìn cô giáo xem đáp án là gì. Ở đây là tìm từ trái nghĩa nhá. Đi thi là phải nhìn kỹ cho cô giáo là trái nghĩa hay là đồng nghĩa. Nào câu hỏi số 14 chúng ta chọn đáp án gì. Úi dồi ôi, sao ai lại nói chuyện ở ngoài phòng khách to quá. Nào câu này chọn đáp án gì cô giáo. Nào chọn đáp án gì. It is discourteous to ask Americans questions about their age, marriage or income. Các bạn có cho cô giáo cái tính từ này. Các bạn, cô giáo xin lỗi các bạn một tí nhá, để cô giáo bảo ai nói, mẹ cô giáo nói to quá, trời ơi, nghe thấy cái gì cả. Được chưa? Nào câu hỏi số 14 chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta tìm từ trái nghĩa cho cô giáo nhá. Tìm từ trái nghĩa. Được chưa? Nào câu này chọn gì? A mình có unacceptable, B đó là polite, C là impolite và D của chúng ta là rude. Alo, mẹ nói nhỏ thôi, không nghe thấy cái gì cả. Nói nhỏ thôi. Mẹ nói nhỏ thôi. Mẹ cô nói to quá các bạn ạ. Cô... Rồi, nào có hỏi số 14 chọn đáp án gì? Ok, ở đây các bạn nhìn nhá. Nhìn này, câu này thì là bất lịch sự đúng không? Thế thì ở đây các bạn thấy này, nếu như mà bạn nào còn bị nhầm là thành chọn đồng nghĩa thì chúng ta có một cái này để có thể loại trừ ngay được hai đáp án CD. Bởi vì hai cái đáp án CD đó là hai đáp án mà cùng nghĩa nhau. Cho nên nếu như mà chọn impolite thì tại sao không chọn rude? Impolite cũng là bất lịch sự mà rude cũng là bất lịch sự đúng không? Vậy khi mà nó giống nhau thì tự nó sẽ loại trừ nhau, chúng ta chỉ còn unacceptable với polite thôi. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Polite chỉ là lịch sự, còn unacceptable thì nó có nghĩa là không thể chấp nhận được. Và cái tiền tố unacceptable này, khi mà chúng ta thêm tiền tố vào thì cái từ này nó sẽ đối nghĩa với từ mà nó không có tiền tố, đúng không? Unacceptable thì đối nghĩa với acceptable, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn bio. Tiếp theo câu hỏi số 15. All children can attend without paying fees at state schools, đúng không ạ? A state schools của chúng ta, đây là một cái cụm danh từ mà đã xuất hiện trong sách giáo khoa. Nó có nghĩa là gì? Là trường công, đúng không ạ? Trường công. Trường công thì bây giờ đối nghĩa với trường công thì nó sẽ là trường tư thục, đúng không ạ? Mình có A này, independent schools này, B là secondary school này, C là high schools và D của chúng ta là primary schools. Thì trong câu số 15 các bạn thấy là high schools thì là trường cấp 3, secondary school ở trường cấp 2, primary school ở trường cấp 1. Chỉ có đáp án independent school này của chúng ta là đối nghĩa với được state schools thôi. Nó có nghĩa trường tư thục, đúng ạ? Đấy, như vậy chúng ta chọn A. Đấy, các bạn có thấy là nó rất rất bám sát sách giáo khoa không? Đúng chưa? Đấy, cho nên là để được 9-10 điểm rất đơn giản, chúng ta cứ sách giáo khoa mà học nhá. Rồi, ok, đến sau này chúng ta bắt đầu ôn đến gì 8 cộng thì chúng ta mới bắt đầu gọi là sao? Khó hơn, và chúng ta phải ôn một cách từ từ, đúng không ạ? Đấy, ôn từ từ từng bước một mới cải thiện điểm số. Tiếp theo chủ nhóm học câu hỏi số 16, 17 đó là phần chức năng giao tiếp. Các bạn nhìn này. Let's go camping this weekend after the first term exams. The first term exam. Ok, câu này dịch như sau này. Hãy đi cắm trại cuối tuần đi sau cái kỳ sau những bài kiểm tra học kỳ 1. Ok, ở đây các bạn thấy cô giáo là cái câu giao tiếp này nó là đưa ra một cái suggestion, đưa ra một lời đề nghị gợi ý. Thế thì khi mà ai đó đề nghị gợi ý một cái gì đó cho mình thì mình sẽ phải đáp lại là mình có thích cái lời đề nghị gợi ý, có làm theo không, đúng không? A là that sounds great, B là yes I accept that, C là do you think it's good, và D là no I don't quite agree. Đây không phải là một lời nhận định cho nên là chúng ta không thể trả lời I don't quite agree. Agree là đồng ý, không phải nhận định, đúng không? Do you think it's good có nghĩa là bạn có nghĩa là nó tốt không, không liên quan rồi.
Be của chúng ta là yes, I accept that. Vâng, tôi chấp nhận điều này, không chấp nhận gì cả. Mà đáp án chính xác phải là A, that sounds great. That sounds great có nghĩa là nghe thật tuyệt vời, tức là cái lời đề nghị của bạn nghe thật là hấp dẫn, đúng không? Tức là sẽ nên đi khám trại vào cuối tuần, được chưa? Tiếp theo câu 17. You know what my boss has promised to promote me. Chúng ta có promote thì nó có nghĩa là gì ạ? Thăng chức, đúng không? Vậy câu này mình sẽ dịch như sau. Bạn có biết điều gì không? Ông chủ thì đã hứa là sẽ thăng chức cho tớ đấy. Vậy thì Frank sẽ trả lời khi nghe được một cái tin rất là vui như thế này thì sẽ trả lời như nào? Ở đáp án A các bạn thêm SC ở đây cô giáo nhá, lỗi đánh máy. Congratulations. B là are you really? C là is it is pleasure và D là I am grateful. Thì với một cái tin vui thì chúng ta đương nhiên sẽ phải đáp lại là chúc mừng bạn nhé. Và chúc mừng bạn nhé là congratulations. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A, đúng chưa? Rồi, bạn Nguyễn Thảo chọn A này. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 của chúng ta đó là gì? À, phần viết lại câu. Phần này của chúng ta thì nó sẽ có 0,6 điểm. Và phần này cũng là phần mà các bạn không nên đánh rơi bất kỳ một cái câu nào. Rất dễ để ăn điểm tuyệt đối. Nào bây giờ nhìn vào câu 18, chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Nào, câu 18 có biết là người ta sẽ nhắc chúng ta học lại chuyên đề gì không? Nhớ lại chuyên đề gì ạ? Đó là chuyên đề về câu bị động, đúng chưa? Chuyên đề câu bị động thì các con sẽ thấy là gì? Chúng ta có một cái dạng đó là câu bị động đặc biệt, câu bị động kép, đúng không ạ? Đây, they believe that, họ tin rằng đốt cháy nhiên liệu, đúng không? Thì là một cái nguyên nhân chính của cái việc ô nhiễm không khí. Thế thì đây là câu bị động kép và trên cái câu này này, nó là câu chủ động. Bây giờ đổi như thế nào? Đáp án đây này. It is believed that burning fossil fuels is a health responsible for air pollution. Đúng chưa? Rồi, burning fossil fuels is believed to result from air pollution. Rồi, C. It is believed that from air pollution is mainly to blame for burning fossil fuels. Và D là burning fossil fuels is believed to have caused high levels of air pollution. Đấy. Với câu 18 này thì cô giáo nhắc lại thêm một lần nữa cho chúng ta về câu bị động kép này nhá. Đầu tiên các bạn nhìn ở câu bị động, câu chủ động thì người ta đang cho hai vế mệnh đề chúng ta đều cùng một thì, đó thì hiện tại đơn đúng không? Thế thì mình sẽ có cấu trúc đó là có hai cách chuyển. Cách chuyển thứ nhất thì các con sẽ có cho cô giáo là it is believed that, đúng không? It is believed that này. Sau đó này mình bê nguyên cái gì ạ? Mệnh đề đằng sau của câu chủ động xuống. It is believed that, đúng chưa? Cách thứ hai đó là chúng ta cho cái chủ ngữ của cái mệnh đề sau giáp của câu chủ động ấy đứng làm chủ ngữ của câu bị động này. Sau đó chúng ta có is believed cộng to verb. Đấy. Thì trong câu 18 này phù hợp về ngữ pháp này và phù hợp về nghĩa nhất đó chính là đáp án gì? Đáp án A, đúng chưa? Cô giáo nhìn thấy bạn Phạm Bích thì câu này lại chọn đáp án là D à. Rồi bạn bạn Diệu chọn A. A mới đáp án chính xác nhá. Người ta tin rằng đúng không? Gì đây nhỉ? Việc đốt cháy nhiên liệu thì gì? Thì phải, tức là cái việc đốt cháy nhiên liệu nó phải chịu trách nhiệm cho cái việc là gì? Có nguy làm cho ô nhiễm không khí, tức là nó là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí, đúng ạ? Đấy, chúng ta phải chọn A cho cô nhá. Tiếp theo câu hỏi số 19. I haven't tried this kind of food before. Câu hỏi số 19 của chúng ta đó là một câu về thì. Các bạn thấy là ở trên câu gốc của chúng ta, người ta đang sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thì thường ý, là phần viết lại câu nó sẽ có một câu kiểu như là đổi từ thì quá khứ đơn sang thì hiện tại hoàn thành. Hoặc ở đây thì là ngược lại. Câu này mình dịch là tôi chưa từng ăn cái loại thức ăn này trước đó, đúng không? Loại món ăn, chưa từng ăn món ăn này trước đó. Vậy thì chúng ta có thể dịch như thế nào nhỉ? Nào, quá khứ đơn chuyển thành hiện tại hoàn thành này. Hoặc là chúng ta có gì? Chúng ta có hiện tại hoàn thành phủ định, đúng không? Chuyển cô giáo là gì nhỉ? À, ở dạng this is the first time. Đây là lần đầu tiên ai đó làm gì? Đây là lần đầu tiên ai đó làm gì? Thì chúng ta có cấu trúc là this is the first time này. Sau đó chúng ta cộng với một mệnh đề trên thì hiện tại hoàn thành. Câu 19 mình dịch là đây là lần đầu tiên tôi thử cái loại món ăn này. Tức là gì? Tôi chưa từng ăn loại món ăn này trước đó, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là đi. Đấy, cô giáo nhìn thấy bạn vi phạm chọn đi này. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta đó là một câu hỏi liên quan đến động từ khuyết thiếu. People are required to wear face masks when going out during the COVID-19 pandemic. Trong câu này thì các bạn nhìn ngay cô giáo này, người ta sử dụng cấu trúc là to be required to. To be required to thì nó có nghĩa được yêu cầu làm gì? Và nó sẽ bằng với gì các bạn nhỉ? À, nó sẽ bằng với must, đúng không ạ? Rồi, nó bằng với must cộng với động từ nguyên mẫu. Đấy.
Vì to be required to là được yêu cầu, mà được yêu cầu tức là mình phải làm cái đấy, theo khách quan là mình bắt buộc là phải làm, đúng không? Thế thì chúng ta chọn ngay được đáp án chính xác của câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án D. Đây, mọi người sẽ phải đeo khẩu trang khi mà đi ra ngoài trong suốt cái thời gian đại dịch Covid-19, đúng không ạ? Còn ở đáp án A, người ta cho từ shouldn't, có nghĩa là không nên đeo khẩu trang. B của chúng ta là có thể đeo khẩu trang. Còn câu C của chúng ta là không cần phải đeo khẩu trang, chỉ có câu D là đúng, đúng chưa ạ? Rồi, như vậy là phần viết lại câu khá là đơn giản. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc, đó là phần 15 câu ngữ pháp từ vựng của đề. Bây giờ chúng ta tập trung nhá, cố gắng phần này ít nhất này phải đúng 13 trên 15, vì đề thi học kỳ khá là đơn giản. Hãy nhìn vào câu hỏi số 21 cho cô giáo này. Let's go to the beach this weekend. A là will we, B là don't we, C là shall we và D là do we. Câu hỏi số 21 của chúng ta là câu hỏi đuôi với let's, đúng không? Câu hỏi đuôi với let's thì chúng ta thấy đây là một dạng đặc biệt. Khi có let's đứng ở cái mệnh đề trần thuật bên phía trước này này, thì phần câu hỏi đuôi của chúng ta bao giờ cũng là shall we. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu giáo đáp án là C. Câu này dịch như này này, chúng ta sẽ đi biển cuối tuần này có phải không, đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 của chúng ta là câu hỏi về thì. Ở đây các bạn có since, đúng không ạ? Sau since chúng ta cộng với lại một cái mốc thời gian, hoặc là sau since chúng ta cộng với một mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn. Mình dịch là từ khi làm sao. Với câu 22 mình dịch là từ năm 1980, tất cả những nhà khoa học trên toàn thế giới thì đã gì? Đã làm rất nhiều thứ, đúng không? Để mà có thể chống lại căn bệnh AIDS. Vậy thì cái câu 22 này chúng ta thấy là chia hiện tại hoàn thành, đúng không? Hiện tại hoàn thành thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B, đó là have done, được chưa? Rồi, tiếp theo câu hỏi số 23. Câu hỏi số 23 của chúng ta đó là một câu hỏi về từ loại, đúng không? Rồi, một từ loại và cũng là câu hỏi về sự kết hợp từ. Ở đây chúng ta có a letter of gì gì đấy, is sometimes really necessary for you in a job interview. Câu này là một câu hình như cô giáo Hứa không nhầm thì nó là unit 6 à, bài số 6 ở trong sách giáo khoa cơ bản thì phải. Nằm trong cái đoạn số 3. Câu này mình dịch như sau này. Một bức thư mà giới thiệu ý, thì thường thì đôi khi cũng rất là cần thiết trong một buổi phỏng vấn công việc. Và mình có cái cụm danh từ là a letter of recommendation. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Đấy là thư giới thiệu việc làm. Đấy ạ. Tiếp câu hỏi số 24 này. Câu hỏi số 24 của chúng ta là một câu hỏi về đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ. Young people are starting to practice simple green living. We'll have to save our planet for future generations. Ok, ở đây thì các bạn nhìn cô giáo này, chúng ta có đại từ quan hệ hoặc đại từ quan hệ nhá. Nó đứng sau cái cụm là simple green living. Câu này dịch này, những cái người trẻ tuổi thì nên bắt đầu thực hiện cái lối sống xanh, đúng không? Cái mà sẽ giúp bảo vệ hành tinh của chúng ta cho những cái thế hệ mai sau. Cô giáo đang nhìn thấy có bạn là đang chọn đáp án là A à? Câu hỏi số 24. Cô giáo thấy có bạn vi phạm chọn B. Cái chỗ này thì nó sẽ có dấu phẩy đây này. Là young people are starting to practice simple green living. Thì các bạn nhớ nhá. Đầu tiên ý, đó là khi mà chúng ta có dùng đại từ quan hệ which, thì đại từ quan hệ which này có thể thay thế cho hai trường hợp. Một là nó thay thế cho vật, hai là nó có thể thay thế cho cả một mệnh đề phía trước. Đấy, thì câu này mình dịch là mọi người bắt đầu thực hiện lối sống xanh, phải điều mà ở đây có nghĩa là điều mà tất cả cái việc mà mọi người thực hiện lối sống xanh này sẽ giúp cho bảo vệ hành tinh của chúng ta, đúng không? Cho nên chúng ta chọn câu giáo là B, đó là which, đúng không ạ? Rồi câu hỏi số 25. John wanted to know, câu này là câu về tường thuật gián tiếp. Tường thuật gián tiếp. John wanted to know, John thì rất muốn biết là có bao nhiêu người trong gia đình bạn. Được chưa? A là were there how many people, B là how many people were there were, C là there were how many people và D là how many people were there. Thì câu hỏi số 25 là tường thuật gián tiếp đối với lại câu hỏi có từ để hỏi. Trong cái câu hỏi trực tiếp ấy, chắc chắn là thằng John này nó hỏi là trong gia đình bạn có bao nhiêu người. Thì cái câu hỏi của chúng ta là how many people are there in your family. Đấy, in your family. Đây là một câu hỏi được học từ lớp 6 cơ. How many people are there in your family? Thì khi chúng ta chuyển sang gián tiếp thì các con thấy là mình hạ nguyên cái cụm từ để hỏi xuống này. Sau đó chúng ta lùi thì và đằng sau là trật tự như một câu trần thuật, tức là chủ ngữ cộng động từ. Chứ nó không đảo cái gì to be lên trước nữa. Đấy, thế không đảo to be lên trước mà sẽ là một cụm từ để hỏi how many people. Sau đó cộng chủ ngữ là there, rồi cộng động từ to be là were. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là gì? 25, cô giáo nhìn thấy các bạn chọn B. Đúng rồi, đáp án chính xác là B. John rất muốn biết có bao nhiêu người trong gia đình tôi, đúng chưa? Rồi tiếp theo câu hỏi số 26 nào.
Câu hỏi số 26 ấy là một câu hỏi từ vựng. Và đây là một cái từ vựng mà cũng xuất hiện ở trong sách giáo khoa bài số 6 của chúng ta. Đấy. Being well dressed, tức là ăn mặc đẹp, ăn mặc chỉnh chu, và punctual có nghĩa là đúng giờ. Ăn mặc đẹp, chỉnh chu và đúng giờ ấy thì sẽ giúp bạn tạo một ấn tượng tốt cho giúp bạn tạo ấn tượng tốt đối với người tuyển dụng. Thì ở trong câu này mình có một cái cụm đó là create cái gì gì đấy. Thì mình có cho cô giáo là create a good này. Gì nhỉ? Ấn tượng trong tiếng Anh là gì ạ? Impression, đúng không? Ấn tượng đối với ai thì chúng ta sẽ sử dụng dưới từ on. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ra ngay được đáp án chính xác sẽ là C. Impression on your interviewer. Đúng không ạ? Thế còn A của chúng ta, concentration thì là sự tập trung này. B là pressure thì là gì? Áp lực này. D, effectiveness thì là có nghĩa là tính hiệu quả. Đúng không ạ? Ừ, chọn C. Tiếp câu hỏi số 27. Câu hỏi số 27 là một câu hỏi về giới từ. Và đây là một câu hỏi giới từ xuất hiện trong bài số 1 của chúng ta. Students are less pressure as a result of changes in teaching methods and testing procedures. Học sinh ít thì đang chịu ít áp lực hơn, đúng không? Nhờ có cái sự thay đổi trong cái phương pháp giảng dạy và cái quá trình gì làm bài, quá trình kiểm tra. Thì cái câu hỏi số 27 của chúng ta, các bạn nhớ cho cô là có pressure thì nó chuyên đi với giới từ under. Chúng ta có to be under pressure, nó có nghĩa là chịu áp lực. Nên là chúng ta chọn cô giáo đáp án là B. Đây là một đề rất rất sát với lại học kỳ 1, bởi vì nó là đề của sở. Cho nên là bạn nào mà làm đúng đề này 10 điểm thì cô nghĩ là đề theo kỳ 1 các bạn cũng sẽ là điểm tương đương. Được chưa? Đã có 27 là B nhá, under pressure, được chưa? Tiếp theo chuyển sang học câu hỏi số 28. Câu hỏi số 28 của chúng ta đó là kiến thức về câu điều kiện. Câu điều kiện thì cho thấy này, cả hai mệnh đề if của chúng ta, người ta đang chia thì gì? Thì quá khứ đơn. Như vậy thì chúng ta xác định được đây là câu điều kiện loại mấy? Loại 2. Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không thể xảy ra trong hiện tại. Và mệnh đề chính của chúng ta sẽ là chủ ngữ này, sau đó cộng với would này, hoặc là wouldn't nếu là phủ định, cộng với động từ nguyên mẫu. Trong câu này thì các bạn thấy nó là một câu hỏi, cho nên các con sẽ đảo would lên trước chủ ngữ. Nó sẽ là why would hoặc là why wouldn't. Thì bây giờ mình sẽ dịch được, loại đi đáp án A đi, chúng ta sẽ phải dịch B hay là D này. Nếu như bạn biết là anh ta ốm ấy, nếu như bạn biết anh ta ốm thì tại sao mà bạn lại gì? Mà bạn why would you come to see him hay là why wouldn't you come to see him? Nào. Câu này chúng ta chọn câu đáp án gì? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn đang chọn đáp án là 28, có bạn chọn đáp án là B này. Rồi có bạn Thu Thảo 29. Nào, nhìn lại vô giáo một chút nào. Câu hỏi số 28 chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta bắt buộc là gì? Phải dịch. Vì này, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái câu hỏi nhá, một cái câu hỏi mà liên quan đến cấu trúc mà đã có hai đáp án đúng thì chắc chắn là chúng ta phải dịch rồi, vì ở lúc này không dựa vào ngữ pháp nữa. Cô giáo nhìn thấy bạn Huyền Châm Lê chọn B này. Cô giáo nhìn thấy bạn Trần Ngọc Huế 29 rồi. Rồi bạn Nguyễn Thảo, bạn Vũ Hương Giang và Phương Mai, bạn Nguyễn Phương, everybody. Hầu như là bạn chọn B đúng không? Why wouldn't you come to see him? Đúng chưa? Chứ không thể nào là why would you come to see him được. Bởi vì nhá, bây giờ nào, bởi vì thế này này. Nếu các bạn chọn khẳng định thì đây là câu không thể xảy ra trong hiện tại mà. Rõ ràng nó bảo là nếu bạn biết anh ta ốm thì tại sao bạn không đến thăm anh ta chứ, đúng không ạ? Trong hiện tại là chúng ta gì? Trong hiện tại chúng ta không biết là anh ta ốm, chúng ta không đến thăm, đúng không? Đấy, cho nên ở đây thì đáp án chính xác của mình sẽ là đáp án B, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, chủ Trung Ngọc, câu hỏi số 29. Câu hỏi số 29, cô giáo đang nhìn thấy các bạn chọn A, và đây là một câu hỏi về thì này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy always, đúng không? Always thì thường sẽ là dấu hiệu của thì gì? Của thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Thường là dấu hiệu thì hiện tại đơn vì nó là trạng từ chỉ tần suất. Tuy nhiên always nó còn đứng trong thì hiện tại tiếp diễn khi mà các bạn thể hiện ý gì? Thể hiện ý phàn nàn. Với câu 29 mình dịch là Jane thì lúc nào cũng để phòng rất là bừa bộn, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy đây rõ ràng là một câu mang ý phàn nàn rồi. Vậy nó sẽ lắp với thì hiện tại tiếp diễn. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Jane is always leaving her room untidy. Mình có leave something cộng tính từ có nghĩa là để cái gì làm sao, đúng chưa? Rồi. Tiếp câu hỏi số 30, đó là một câu hỏi về giới từ này. It is common knowledge that cats can see in... dark. A của chúng ta là a này, B của chúng ta là un này, C của chúng ta là the này, và D của chúng ta là không cần mạo từ. Thế các bạn nhớ này, in... dark có nghĩa là trong trời tối. Câu này dịch như sau này, mèo ấy nó có thể nhìn trong trời tối thì cả cái cụm chúng ta phải thuộc đó là in the dark. Không bao giờ có in dark cả, phải là in the dark,
đúng không? Đã trong trong bóng tối, đúng chưa nào? Đấy, trong bóng tối. Rồi tiếp theo, chữ Trung học câu hỏi số 31. Câu hỏi số 31 thì khả năng đây là một câu hỏi từ vựng rồi. Một câu từ vựng rồi. Many young people have objected to the marriage, which is decided by the parents of the bride and groom. Câu này dịch như sau: rất nhiều cái người thanh niên, người trẻ tuổi ấy, thì họ phản đối. Các bạn có cho giáo cái động từ object to nhá, thì đằng sau các bạn cộng hộ cô giáo danh từ này, hoặc các con có thể cộng với lại verb in, nó có nghĩa là gì ạ? Phản đối việc làm gì hoặc là phản đối điều gì. Đây là rất nhiều người phản đối việc gì? Việc kết hôn làm sao đấy. Kết hôn gì? Đây nằm trong bài số mấy nhỉ? Bài số 2 đúng không? Bài số 2 trong sách giáo khoa đó là bài Cultural Diversity, là sự đa dạng văn hóa. Hình như nó nằm trong cái bài đấy. Thì A là sacrificed, B là agreed, C là shared và D là contractual. Huyền Trâm Lê chọn đáp án là D, và đáp án chính xác của cô học đúng là D. Contractual có nghĩa là theo hợp đồng, hôn nhân theo hợp đồng, tức là hôn nhân được sắp đặt, đúng không ạ? Rồi, được chưa? Đáp án là D. Còn sacrificed có nghĩa là hy sinh này, agree là đồng ý và shared có nghĩa là chung, đúng chưa? Tiếp theo, chữ Trung học câu hỏi số 32. Câu hỏi số 32 của chúng ta có các cái tính từ như crowded này, nuclear này, single parent và D là extended. Tất cả những cái danh từ này đều các bạn đi với family. Family là gia đình. Crowded family, crowded thì nó có nghĩa đông đúc. Nuclear là một cái gia đình hạt nhân, tức là gia đình mà chỉ có hai thế hệ. Single parent có nghĩa là gia đình mà có bố đơn thân hoặc mẹ đơn thân. Và D là extended có nghĩa là một gia đình kiểu mở rộng, extend mở rộng, tức là nhiều thế hệ. Thế câu này dựa vào nghĩa thì các con thấy này. There are both advantages and disadvantages of living in families which three or four generations, also known as families. Có cả lợi ích và bất lợi của việc sống trong một gia đình mà 3 đến 4 thế hệ. Và đây được gọi là gia đình gì? Gia đình mở rộng, gia đình nhiều thế hệ, đúng chưa? Mà tiếng Việt của chúng ta có là tam đại đồng đường hoặc tứ đại đồng đường đấy, tức là 3 hoặc 4 thế hệ sống chung với nhau, đúng không ạ? Extended families. Rồi tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 33. Câu số 33 này nó chính là tiêu đề bài đọc của unit 2 trong sách giáo khoa. Cô giáo không nhớ là unit 2, unit 3 gì đấy. Nó chính là cultural diversity. Cho nên ở đây chúng ta chọn luôn cô giáo đáp án là B. Edinburgh is a great city with a long tradition of cultural diversity. Là gì nhỉ? Edinburgh là một cái thành phố rất là tuyệt vời, đúng không? Với một cái bề dày truyền thống, đúng không? Về sự đa dạng văn hóa. Câu này thực chất nó là một câu từ loại, đúng không ạ? A, B, C, D thì nó đều cùng một gốc từ, nó chỉ khác gì? Nó chỉ khác loại từ thôi, đúng chưa? Đấy, diversity, sự đa dạng nhá, sự đa dạng thuộc về văn hóa, đó. Tiếp theo, chuyển trung học, câu hỏi số 34 này. Câu 34 chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có một câu về động từ khuyết thiếu. Mình có từ must, sau must chúng ta sẽ cộng với một động từ nguyên mẫu. Tuy nhiên, rất nhiều bạn nhá, nhìn thấy cái câu 34 này cái là khoanh luôn đáp án đây. Tuy nhiên này, nhớ này, là phải xác định đó là một câu mang nghĩa chủ động hay mang nghĩa bị động. Trong câu hỏi số 34, nếu như must mà cộng với luôn động từ nhá, động từ đây, đảm bảo ở đây, thì nó phải mang nghĩa chủ động. Nó có nghĩa là gì? Gọi là gì nhỉ? Tiêu diệt đấy, đúng không? Loại bỏ. Đấy, câu này dịch là cái sự phân biệt giới tính ý, cần phải được loại bỏ để tạo ra một cái xã hội đáng sống hơn. Thì phải được loại bỏ, như vậy thì nó lại mang nghĩa bị động. Và mang nghĩa bị động thì chúng ta sẽ có must này, sau đó cộng với gì? Cộng với be và cộng với P2 của động từ. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là C. Đấy, đúng chưa? Tiếp theo câu số 35 này. He studies his two brothers very better than, more better than, much better than và more good than. Thì đây là một câu về so sánh hơn. So sánh hơn thì đối với lại tính từ ngắn, chúng ta có từ good, nó là một cái tính từ đặc biệt, bởi vì là khi so sánh hơn thì nó chuyển hẳn sang một từ khác, đó là từ better. Cho nên chúng ta sẽ bỏ ngay được đáp án đi cho cô. Very better than, more better than. B này cũng loại, bởi vì là nếu mà đã thêm đuôi er đằng sau cái tính từ ngắn đấy thì chúng ta sẽ không cần phải có gì, có more, đúng chưa? Vì more nó đứng trong so sánh hơn của tính từ dài. Chúng ta sẽ có đáp án A và C. Thì các bạn lại nhớ là khi cô giáo dạy so sánh hơn, cô nói rồi, nếu chúng ta muốn thể hiện một cái ý là nhiều trong vế so sánh thì chúng ta phải sử dụng từ gì ạ? Chúng ta sử dụng much này, sử dụng từ far này, hoặc sử dụng từ a lot. Tức là much better than, far better than hoặc a lot better than có nghĩa là gì ạ? Là hơn nhiều. Anh ta học giỏi hơn nhiều, đúng chưa ạ? Hơn là hai cái đứa em trai của mình. Nên chúng ta chọn giá đáp án là C, chứ không sử dụng very better than nhá, được chưa ạ? Much better than. Rồi như vậy là chúng ta nhìn vào 15 câu từ vựng ngữ pháp này thì là mỗi một câu nó lại là một chuyên đề ngữ pháp. Câu hỏi đuôi cũng có này, thì có từ loại có, đúng không ạ?
rồi là giới từ này, câu điều kiện này, mệnh đề quan hệ này, đúng chưa? Rồi là gì, mạo từ, từ loại này, đúng chưa ạ? Rồi, ok, động từ khuyết thiếu và so sánh hơn. Bây giờ cho anh nhiều cô giáo câu hỏi số 36, 37 và 38. Đây là phần chọn lỗi sai, đề thi 0,6 điểm. Chọn lỗi sai thì thường sẽ có một câu là về cặp từ dễ gây nhầm lẫn và hai câu ngữ pháp. Bây giờ chị em nhiều câu 36 nhé. 36 chúng ta có A là the whole country, B là educated, C là importance và D là economy. Nào câu này chọn đáp án gì? Ôi câu này dễ quá nhở. Câu này chọn đáp án nào? Bốn cái từ được gạch chân ở trong câu gốc ấy thì cái trật tự của nó không giống bốn đáp án ABCD. Đi thi là cần phải chú ý cái đó rất nhiều nhá. Nhiều bạn là ví dụ thấy cái đáp án important đúng này là phải sửa, bạn khoanh luôn A, còn chả nhìn A là gì cả. Nào câu 36 thì cô giáo đang nhìn thấy các bạn chọn C. Ở đây các bạn thấy importance là loại từ gì? Nó là danh từ, đúng không? Mà danh từ thì sao ạ? Lại đứng sau to be ở đây để bổ nghĩa cho gì, chủ ngữ à? Không được. Ở đây nó phải là một gì? Nó phải là một tính từ, đúng chưa? Tính từ đứng sau to be bổ nghĩa cho chủ ngữ. Higher education is very important. Đấy, tính từ thì nó sẽ là important. Và chúng ta có to be important too thì nó có nghĩa là quan trọng với cái gì? Việc học gì nhỉ? Học cao ấy thì nó rất là quan trọng trong một cái nền kinh tế quốc gia. Và nó cũng được coi là một cái gì nhỉ? Cái nguồn đào tạo nên những cái người mà có trình độ và có kỹ năng cho cả đất nước, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 37. Câu hỏi số 37 của chúng ta có A là education này, B là to have này, C là is getting và D là un. Vậy câu 36 là sai về từ loại. Nào, câu hỏi số 37, bạn Khánh Duy bảo con vừa thấy từ importance và cũng định chọn A hả? Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta nhìn kỹ nhá, đó là vị trí gạch chân ở trong câu chưa chắc đã là vị trí của các đáp án, nên là tìm đúng cái từ đấy trong đáp án, được chưa? Nào câu 37 thì các bạn thấy này, nhìn ra ngay được đáp án là gì rồi, là đi. Vì sao? Chỗ này các con có cái steps này này, nó là danh từ đếm được số nhiều. Danh từ đếm được số nhiều thì không thể nào lại đi với un được, đúng không? Un thì nó sẽ đi với là gì? Đi với danh từ đếm được số ít. Cho nên ở đây các bạn sẽ bỏ un này đi này, chúng ta chỉ cần là education and training are important steps thôi. Giáo dục này và đào tạo, đúng không? Là những cái bước rất quan trọng để có thể gì? Nhận được cái công việc này, nhận cái công việc mà bạn mong muốn. Đấy. Tiếp theo câu số 38. 38 của chúng ta như sau này. A của chúng ta là some researchers, B là unfair, C là contributed và D là poor. Câu 38 này chọn gì? Câu 38 này chọn gì các bạn nhỉ? Một. Ok, bây giờ cô giáo sẽ đợi các bạn đưa ra đáp án nhé. Nào. Câu này chọn đáp án gì? Some researchers believe that an unfair attitude toward the poor well contributed. Úi dồi ôi, câu này dễ thế. Câu 38 thì các bạn thấy đấy là gì nhỉ? Ở đằng trước của chúng ta cái ô trống cái đáp án C thì mình có will. Will thì tức là thì gì? Thì tương lai à? Tương lai thì không thể nào mà là will có với động từ ed được, đúng chưa? Mình sẽ có will contribute to thôi, đúng không ạ? Contribute to thì nó có nghĩa là đóng góp vào cái gì, được chưa? Đấy, như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy là ba cái câu chọn lỗi sai của chúng ta khá là dễ ăn điểm. Bây giờ chúng ta tìm làm tiếp cho cô giáo này, dạng bài đó là dạng bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu này 7 câu cô giáo cũng sẽ gì nhỉ? Chữa sau. Bây giờ chúng ta nhìn cô giáo bài đọc điền đã. Bài đọc điền này là một bài đọc điền có phần chủ đề khá là gần gũi với chúng ta, đó chính là về việc học online. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn vào câu 46 nhá. Cô giáo có 4 tính từ như sau này. A của chúng ta là single, B của chúng ta là lonely. Cô nghĩ là ôn thi học kỳ 1 thì nó cũng thế này thôi, tức là nó sẽ rất là bám sát sách giáo khoa và những cái topic đọc hiểu của chúng ta rất là gần gũi, đúng không? Cũng bám. Nào câu 46 thì mình có 4 tính từ như sau này: single này, lonely, alone và married. A teacher can reach thousands of students in an online course, opening up a world of knowledge to anyone with an internet connection. Rồi chúng ta có tính từ đứng trước danh từ teacher. Một cô giáo gì đấy thì có thể dạy hàng nghìn học sinh trong một khóa online, đúng không? Mở ra một cái thế giới tri thức đối với bất kỳ ai chỉ cần có kết nối mạng internet. Đấy. Câu này chọn gì? Cô giáo đang nhìn thấy các bạn đưa ra đáp án của câu hỏi số 46. Ở đây sao lại có hai? Rồi, các bạn thấy này. Ở đâu đâu? Xem là các bạn chọn đáp án gì nào. Cô giáo đang nhìn thấy các bạn đưa ra đáp án là single này, như là bạn Hana này. Ở đây các bạn thấy này, nếu mà chọn lonely nhá, lonely chẳng hạn. Lonely nó nghĩa là gì bạn? Lonely nó có nghĩa là đơn độc. Đơn độc là đơn độc chỉ về trạng thái tâm hồn ấy, là mình cảm thấy cô đơn trong tâm trí ấy, không liên quan, đúng không ạ?
Alone có nghĩa là gì? Một mình. Một mình tức là không có ai bên cạnh ấy các bạn. Đấy, ví dụ mình ở nhà một mình là home alone chẳng hạn. Đúng không? Married thì nó có nghĩa là đã cưới chồng, đã cưới vợ, đã kết hôn. Không liên quan gì việc đã kết hôn, không liên quan việc là có thể tiếp cận học sinh trong khóa học. Thế thì chúng ta chỉ có single thôi. Thế các bạn đã hiểu là bạn nói single thì nói là độc thân. Một cô giáo độc thân thì chứ không phải là một cô giáo đã cưới chồng à? Đúng không? Hay là một 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 thầy độc thân. Single ở đây không có nghĩa là chỉ là độc thân mà nó có nghĩa là riêng lẻ mỗi một các bạn ạ. Riêng lẻ mỗi một. Cho nên là đây là một cô giáo thì hoặc là một giáo viên thì người ta có thể nói là a teacher cũng được, mà người ta nhấn mạnh sự riêng rẽ chỉ một từng người thì mình nói là a single teacher. Cho nên chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là gì? Đáp án là A đúng không ạ? Rồi, single. Tiếp theo chị Trung Ngọc câu hỏi số 47. Câu 47 cô giáo có bốn đáp án như sau. Drop, cô giáo sẽ ghi lại đây nhá. Drop này. B của chúng ta là failure, đúng không ạ? C của chúng ta là decline và D C là decline. Và D của chúng ta là growth. Đây, bây giờ cho anh nhìn này. Câu này thì chúng ta sẽ phải điền vào đây một danh từ. Đây là một câu hỏi cũng khá là dễ. Các từ vựng này thì chúng ta thấy là đều 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 dịch được rồi. Drop thì nó có nghĩa là rơi, giảm, tụt xuống. Failure có nghĩa là thất bại. Decline là giảm xuống, sự giảm xuống. Và growth là sự tăng trưởng. Đúng chưa? Nào các bạn nhìn nhá. Ở đây người ta đang nói đến việc là học sinh ý, hàng nghìn học sinh trong một khóa học online. Và chỉ cần có mạng kết nối internet là mình có thể học được. Đúng không ạ? Đấy. Và người ta nói rằng là nó rất có lợi cho cái trường học đúng không? Mà có thể tiết kiệm được tiền này, rồi giảm giảm số lượng giáo viên này. Tuy nhiên ở các cái trường đã cấp 3 trường đại học này thì có bằng chứng đúng không? Rằng là gì ạ? Sự tăng trưởng đúng không? Sự tăng trưởng của cái ngành giáo dục trực tuyến thì nó đang làm tổn thương một cái nhóm gì gì đấy. Thế thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có một ý. Đó là gì? Ý đối lập however. Phía trên người ta đang đưa ra những cái điểm tích cực, đúng không ạ? Đấy, và phía dưới của chúng ta là cái gì nhỉ? Cái sự bất cập. Và chỗ này thì mình thấy người ta đang nói đến sự tăng lên, sự tăng trưởng của giáo dục trực tuyến. Vậy thì ở đây chúng ta có câu 47, đương nhiên đáp án chính xác sẽ là D. Nào cô giáo nhìn xem có bạn nào đưa ra đáp án growth không? Ok, có bạn chọn growth rồi. Very good. Đó là đáp án D nhá. Tiếp theo này, chuyển đúng không? Câu 48. Câu 48 thì chúng ta có đáp án là where, which, when, who. Rồi where này, B là which này, C là when này và D là who. Câu này thực sự là một câu chống liệt luôn. Không phải là cứ nhắc đến đọc đìa đọc hiểu đều là khó. Các bạn thấy ngay students ở phía trước nó là một cái danh từ chỉ người. Danh từ chỉ người thì chúng ta phải sử dụng đại từ quan hệ chỉ người, đó là who. Vậy chúng ta sẽ có the less proficient students who are, đúng không? Vì students là danh từ chỉ người mà. Và đây lại là một cái đại từ quan hệ đứng ở vị trí chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Đúng chưa? Như vậy đáp án chính xác sẽ là D. Tiếp theo câu hỏi số 49. Câu 49 của chúng ta có bốn động từ như sau này: requires, request, required. A của chúng ta là require thêm SC này. B của chúng ta là requested này. C của chúng ta là required này. Và D của chúng ta là cái gì đây? Asked. Nào câu này chúng ta chọn gì? After all, taking a class without a teacher, high levels of self-motivation, self-regulation and organization. Với câu 49 ý, thì các bạn để ý ô giáo là trong câu này, cả cái bài này người ta đang đang thể hiện hiện việc cái hành động sự việc ở trong hiện tại. Cho nên không thể nào mà lại chia ba cái câu chia ba cái động từ đấy chia thì hiện tại quá khứ đơn được. Vậy thì chúng ta thấy ngay chỉ còn lại đáp án đây, chưa cần dịch đúng không? Còn dịch ra thì sẽ là gì? Sau cùng ấy thì nếu như mà bạn có một mà học một cái lớp học mà không có giáo viên trực tiếp ấy thì nó sẽ yêu cầu bạn phải có một cái sự tự giác, tính kỷ luật đúng không? Và cái sự tự tổ chức. Đấy, thế chúng ta sẽ có là requires, được chưa? Rồi và câu số 50. Câu số 50 cô giáo có bốn đáp án như sau này. Ở đây là một câu hỏi về loại từ, các bạn nhìn câu số 50 của chúng ta nhá. Nào bốn đáp án như sau này. A, B, C hay là D? Với đáp án A là tradition, chúng ta có danh từ. B có đuôi EST này, nó cũng là danh từ. C là traditionally thì nó sẽ là một cái trạng từ. Và D là traditional thì nó sẽ là một tính từ. Thì bây giờ điền danh tính động trạng. Thì các bạn hãy nhìn vào ô giáo này. Ở đây nó đứng vị trí là đứng trước danh từ classrooms, đúng không? Vậy thì chúng ta nhớ ô giáo là đứng trước danh từ, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ cần có một gì? À, một tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đứng đằng sau đấy. Vậy một lớp học như thế nào? Danh từ đằng sau là classrooms mà. Thì đó là một lớp học gì? Một lớp học theo truyền thống. Chúng ta sẽ có là traditional. Traditional gì nhỉ? Classrooms.
Đúng chưa? Đấy, như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án D các bạn nhá. Rồi, như vậy là các bạn cùng nhìn lại cô giáo bài đọc điền ngày hôm nay này. Câu 46 chọn A, single teacher là một giáo viên riêng. Đáp án 47 là D, growth là sự tăng trưởng. 48 chọn đáp án là who, thay thế cho chỉ người. 49 chúng ta có danh động từ trên hiện tại đơn là requires. Và 50 chúng ta chọn D, tính từ vì đứng trước danh từ. Đấy, đúng không ạ? Rất dễ. Hai bài đọc hiểu này cô giáo sẽ cho đáp án sau nhá. Đó. Và đây chính là gì ạ? Đó chính là đề ôn học kỳ 1 của một sở. Nhà cô giáo cũng không nhớ là cái tên sở đấy nữa. Nhưng đấy là, đó là đề ôn thi học kỳ 1 của sở năm 2020 để cho chúng ta gì cùng luyện tập. Đấy. Hôm qua cô giáo cho các bạn làm một cái đề thi thử. Tại sao lại có những bạn điểm kém? À thì ra cô giáo đã tìm ra, hiểu ra là cô đã bị nhầm. Là các bạn, cô lại cho một đề trong cái quyển bộ đề nắm chắc 8 cộng này các bạn ạ, chứ không phải là đề ôn học kỳ 1. Thảo nào mà khi mà cô giáo cô đăng lên thì có nhiều bạn bảo tại sao lại cho cô lại cho đề học kỳ 1 khó vậy. Đấy, thực ra nó lại là đề nắm chắc 8 cộng các bạn ạ. Đó, đầu tiên với ôn thi học kỳ 1 các bạn chỉ cần như thế này thôi, được chưa? Nắm chắc toàn bộ từ vựng sách giáo khoa. Tất cả các cái chủ điểm ngữ pháp mà cô Ngọc nhắc trong buổi học ngày hôm nay chúng ta đều phải xem lại. Đấy, thì cô giáo nắm chắc với các bạn đi thi là 9-10 thôi, đúng không? Chúng ta tất cả các dạng bài mà cô giáo vừa chữa là đúng. Chỉ còn hai bài đọc hiểu của chúng ta đó là gì ạ? 12 câu đọc hiểu, đúng không? Bài đọc hiểu khi mà thi học kỳ 1 các bạn nhìn vào đề này mà xem, nó cũng khá là đơn giản, khá là ngắn luôn ý, đúng không ạ? Đây, một cái một bài thì nó liên quan đến một cái topic hình như là chủ đề số 6 trong sách giáo khoa cơ bản của chúng ta, đúng chưa? Cô ấy mức độ khó trên thang điểm 10 thì cô thấy đề hôm qua bao nhiêu điểm? Cô thấy là đề nắm chắc 8 cộng còn gì nữa, đúng chưa? Đề nắm chắc 8 cộng mà bạn Khánh Duy. Tiếp, bài đọc hiểu số 2 thì người... À, bài đọc hiểu số 2 người ta cho là một bài đọc hiểu về cái gì đây? À đây, đây, chủ đề trong sách giáo khoa Family. Family là chủ đề số 1 trong sách giáo khoa của chúng ta luôn, đúng chưa? Đấy, cho nên là khá đơn giản. Cô nghĩ là hai bài đọc hiểu này hoàn toàn các bạn có khả năng. Những bạn nào mà mục tiêu 8 điểm thì thật cho học tổng quốc gia là hai bài đọc hiểu này các bạn chắc chắn sẽ làm đúng hết rồi, đúng không? Và với đề này mà đi thi là chúng ta sẽ có gì? Điểm 10. Ok. Đó, thế thôi. Và đây chính là bộ đề ôn thi học kỳ 1. Nhưng tuần tới cô Ngọc sẽ khai giảng khóa luyện đề lai T các bạn ạ. Trường em thi nghe. Wow. Trường em thi nghe cơ à? Nhưng mà cũng ít trường thôi đúng không? Chứ hầu như là đều thi theo kiểu cấu trúc đề thi trung học tổng quốc gia. Nhưng mà vì là nó đề thi học kỳ 1 cho nên nó sẽ là lấy các cái kiến thức mà sát nhất với lại 6 cái bài đầu tiên hoặc là 8 cái bài đầu tiên trong đề thi trong sách giáo khoa cơ bản và sách giáo khoa thí điểm của mình, đúng không ạ? Đây, tuần sau nhá thì cô Ngọc sẽ khai giảng khóa Lai T, được chưa? Tuần sau cô giáo sẽ khai giảng khóa Lai T, tức là chúng ta bắt đầu học trong nhóm kín. Đấy, năm nay thì là cô Ngọc đã dành nhiều thời gian hơn cho khóa luyện đề. Chính bởi vì là năm ngoái thì bắt đầu tháng 1 chúng ta mới bắt đầu luyện đề, nhưng năm nay là bắt đầu từ đầu tháng 12 chúng ta luyện đề luôn. Thì cô giáo sẽ khai giảng lai tê trong nhóm kín. Và cái hộp đề này ấy, là chúng ta sẽ có 5 cuốn. Cô Ngọc sẽ trực tiếp dạy các bạn ở trong lớp lai tê này. Đấy, lớp lai tê hiện giờ thì các bạn ý bây giờ là sẽ luyện ôn thi học kỳ 1. Sau đó này chúng ta sẽ luyện lên quyển bộ đề nắm chắc 8 cộng. Sau quyển bộ đề nắm chắc 8 cộng thì chúng ta sẽ đến quyển bộ đề của các trường chuyên này. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một quyển nữa, đó là quyển gì á? Quyển bộ đề dự đoán, được chưa? Đấy, quyển bộ đề dự đoán. Và bộ đề dự đoán này là cái quyển mà cô, nó sẽ là cái phần mà sát với lại thời gian trước khi mà chúng ta có đề thi chính thức, đề minh họa chính thức của năm nay ấy. Vì đề dự đoán này là cô giáo dựa trên cái xu hướng ra đề thi thật của mọi năm ấy, mọi năm trước của mình ấy, được chưa? Đấy. Ôi, cô có dạy chuyên đề đọc hiểu không? Có mà. Chuyên đề đọc hiểu thì nó chính là nằm trong cái buổi hôm chiều chủ nhật mà cô giáo dạy các bạn. Thì chúng ta có từ vựng đọc hiểu 9 cộng. Tuần nào chúng ta cũng có một cái buổi về đọc hiểu buổi chiều chủ nhật, đúng không ạ? Đấy, đấy là trong lớp live VIP nhá các bạn nhá. Được chưa? Rồi, ok. Thế các bạn nào cô giáo sẽ ôn tiếp cho các bạn đề thi học kỳ 1 nhá các bạn. Đấy, trong buổi live tiếp theo cô giáo sẽ ôn tiếp đề số 2. Đấy, các bạn xem trước cho cô nhá. Với những bạn ở trong lớp live VIP thì chúng ta sẽ có cái phần link đề này này up trực tiếp lên trên phần link tổng hợp để các bạn có thể xem này và làm trước, được chưa? Quỳnh Anh cô ơi, có sách không ạ? Hay bọn em phải photo và mua ạ? Em ở nhóm live C. Nhóm live C à? Nhóm live C thì làm sao mà học được nhóm live T nhỉ?
Bởi vì nhá, nếu mà các con đã đăng ký live C, với những bạn nào đã đăng ký live C, đúng không? Thì các con sẽ chỉ học hết khóa live C thôi, vì con đã đăng ký khóa. Bây giờ chúng ta đăng ký khóa live T thì chúng ta mới vào nhóm ký live T chứ. Hai khóa live C và live T là hai khóa dạy trong hai nhóm khác nhau, đúng không? Lộ trình của mình là CTG. Đấy, sau khi học xong C thì đến T, T thì đến G, đúng chưa ạ? Nhóm live G lại là một nhóm riêng nữa. Thế nên là với những bạn nào mà trong nhóm live C mà bây giờ các con mua thêm khóa live T thì các bạn sẽ được tặng nguyên cái hộp đề, hộp bí kíp là đề 5 cuốn này rồi. Đấy nhá, bạn bạn nào vừa hỏi cô Ngọc ấy thì là các bạn đăng ký từ C lên T thì chúng ta sẽ được tặng nguyên toàn bộ sách. Mà chúng ta được tặng sách thì đương nhiên là chúng ta đã có tài liệu của cả khóa ở đây rồi, đúng không? Còn với những bạn mà chúng ta ở trong khóa mà chúng ta đã đăng ký từ trước thì chúng ta sẽ có cái tài liệu ở trên gì? Trên link tổng hợp. Vẫn muốn mua hộp đề thì chúng ta sẽ có được mua hộp đề với giá là 199k và miễn phí phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, miễn phí shipping toàn quốc nhá. Không, à Quỳnh Anh bảo là không, em đăng ký cả khóa CTG. Ở đăng ký qua khóa CTG rồi thì sẽ có tài liệu hết nhá, được chưa ạ? Rồi. Được chưa? Nhớ nhá. Ok chưa? Tính đến thời điểm mà thầy cô bắt đầu mở link đăng ký khóa live VIP CTG hoặc là live T, live T luyện đề là chúng ta, những bạn đăng ký thời điểm đấy thì sẽ được tặng khóa, cái hộp bí kíp luyện đề này, được chưa nào? Còn với tất cả những bạn mà chúng ta ở bên ngoài ý, mà cô giáo livestream ý, thì trong thời gian luyện đề cô giáo sẽ có ra mắt sách dành cho các bạn. Và hôm nay thì cô giáo cũng, nhưng mà cô giáo chưa ra mắt nha các bạn nhá. Đây, đó là cuốn 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh. Thì cuốn này rất là xịt các bạn ạ. Đấy, thì tuy nhiên thì cuốn này sẽ chỉ là các bạn like, tất cả những bạn nào mua sách thì chúng ta đều có đáp án chi tiết và bảng tổng hợp cấu trúc rồi. Còn ở trong ở trong nhóm live VIP thì chúng ta sẽ học theo bộ đề của cô Ngọc, live T, được chưa ạ? Bạn nói là 199k là hộp đề hay sách thần tốc vậy cô? Là hộp đề ấy. Nhưng mà 199k này, nhưng mà hộp đề này không bán cho những bạn bên ngoài, chỉ là dành cho những bạn CTG thôi. Các bạn CTG muốn mua hộp đề của cô thì nó là 199k và miễn phí vận chuyển toàn quốc, được chưa ạ? Nhá. Ok. Rồi, vậy thì cô giáo sẽ chữa tiếp đề ôn thi học kỳ 1 để cô giáo giúp các bạn lấy điểm 9-10 trên lớp trong buổi live tiếp theo nha. Những bạn nào muốn đăng ký khóa live T với cô Ngọc thì chúng ta điền vào link đăng ký hoặc là chúng ta nhắn tin trực tiếp cho page cho cô. Cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn vào trong khóa live T để tuần sau chúng ta bắt đầu chiến. Đấy ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi live tiếp theo của cô nhá. Bye.